Hi, happy Women's Day. Yesterday, we learned unvoiced TH sound. So in this lesson, let's learn about unvoiced TH sound. Unvoiced TH sound and voiced TH sound is a pair, is a couple, something like this. So when you can say unvoiced TH sound well, you can also say voiced TH sound well too. So let's learn about it to improve your English speaking. Chào các bạn, hôm qua chúng ta đã cùng học về âm TH không dung ở trong tiếng Anh. Còn ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn học về âm TH dung nhé. Âm TH không dung và âm TH không dung là một cặp âm trong tiếng Anh. Nên khi các bạn có thể nói cả hai âm này song song tốt như nhau, thì khả năng tiếng Anh của các bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu nhé. With the voiced TH sound, it's very similar to unvoiced TH sound. First step, you need to put your tongue. This is called tongue. All right. So you need to put your tongue like this between your teeth like this, and then you vibrate your throat like this. As strongly as you can. Âm TH dung cực kỳ đơn giản và nó là một cặp với âm TH không dung. Các bạn sẽ làm tương tự với âm TH không dung. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng giống như thế này. Sau đó mình sẽ dung thật mạnh. Chúng ta có thể sờ tay vào cổ để kiểm tra độ dung nhé. Mình dung lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. And now we will learn some words with voiced TH sound. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học một số từ liên quan đến âm TH dung nhé. Từ đầu tiên đó là mạo từ xác định the. Mình nói là the. Mình chỉ cần dung lưỡi thật mạnh, sau đó hơi mở miệng ra một chút để nối với âm ơ, là âm này sẽ rất là hay. The. One more time. The. Next word. Từ tiếp theo, từ họ mình nói là they. One more time. They. Mình sẽ ôn lại bài ngày hôm qua luôn. Họ trông gầy nhỉ, mình có câu là they are thin. One more time. They are thin. Tiếp theo mình có từ gì đấy mà nó ở gần. Cái này, chỉ một cái mà ở gần, mình có từ this. This. Chỉ những cái ở gần, chỉ số lượng lớn thì mình sẽ nói là these. These. Tiếp theo cái kia nó ở xa, chỉ một cái mình nói là that. That. Chỉ những cái ở xa, chỉ nhiều cái thì mình nói là those. Those. Okay, so that's all about voiced TH sound. So give me some examples about this word by commenting below. So goodbye.